Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui được quay trở lại với quý vị trong khung giờ đọc truyện tối hôm nay. Và thưa quý vị, hôm qua thì quý vị đã nghe xong tập 1 của bộ truyện Đoạn Cuộc Trầm Luân của tác giả Sư An chưa ạ? Và chúng ta cũng đã phần nào làm quen với những nhân vật trong truyện rồi đúng không? Tối nay chúng ta sẽ đi đến với tập 2 và cũng là phần cuối của bộ truyện này. Ngay bây giờ không để quý vị đợi đâu, xin mời quý vị cùng đến với tập 2 bộ truyện Đoạn Cuộc Trầm Luân của tác giả Sư An, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Năm đó, cha ngăn cấm không phải là cha ác. Kình nghê vui thú kình ghê, tép tôm thì lại vui bề tép tôm. Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn. Chơi vui rồi thì về nhà, đừng có dạy mà ham mê rồi tan cửa nát nhà cho không con. Cậu Khanh vẫn im lặng không nói năng gì, chỉ là suy nghĩ của cậu và ông Quyện vốn bất đồng. Nhà cậu có điều kiện thì cần gì đến nhà ông Ban Siêu? Người cậu thương cũng xinh đẹp, đâu có kém Minh Khuê, vì cớ gì lại phải quỵ lỉ gia đình vợ, lại phải buộc tao ôm cây cả đời chung sống với người mà mình không yêu. Cha nói gì mình, thật ra cha vì danh giá gia môn mà thôi. Nếu chỉ vì hai chữ danh giá mà cậu hai phải bỏ cái tình của mình thì thật lòng cậu không cam tâm. Ông Quyện thấy con trai im lặng không rõ ý tứ thì cũng không nói thêm lời nào. Cả đời ông sống đều vì con. Lời đây là lời dạy dỗ cuối cùng. Khôn hay dại, sau này sướng hay khổ đều là cuộc đời của nó. Úc Quyền. Dạ, con nghe cha. Hồi đâu tầm 3-4 năm trước, có ông thầy bói vô nhà mình xin nước. Cha có xem một quẻ cho con, mà ông nói nghe tức cười lắm. Ông nói sao mà cha tức cười cha? Ông nói số con đơn bạc, không có chồng nhưng có con. Úc Quyền biểu môi. Trời đất, ăn nói tầm bậy tầm bạ à? Rồi cha có đuổi của ông không? Ông Quyền mệt nhọc thở một hơi rồi nói tiếp. Cha cũng không tin con gái cha lại làm ra cái chuyện đó, nhưng mà cha phải nhắc con là con gái phải biết lễ tiết đạo tổng phu, lấy chữ Trinh làm đầu. Ông quay sang vợ nói. Lỡ mai tôi thoái thác, bà ở lại với thầy tôi dạy dỗ hai đứa nhỏ nhà ông bà. Cả cô Úc Quyên lẫn bà Quyện đều đồng thanh nói. Ông đừng có nói gỡ. Phải rồi cha, cha còn phải sống đặng kiếm chồng cho con chứ. Ông Quyện cười ngất. Kế đó Minh Khuê mang gói trà lạ ra. Ông Quyện mở ra rồi chia cho vợ con mỗi người một trái, cùng nhau ăn trà là, nhìn mặt trời lặn. Kế đó đến giữa đêm thì ông Quyện tắt thở. Đám tang long trọng được diễn ra. Ông Quyện mất chưa được nửa năm thì cậu Khanh ngang nhiên rước một người khác về. Minh Khuê biết chồng vốn không có tình với mình nên chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Cô bình thản đối diện, nhưng điều cô không thể ngờ đó chính là xuất thân của người vợ mới kia. Chồng cô vậy mà lại rước một ca kỹ về làm vợ. Người ta gọi ca kỹ là nể mặt rồi. Thực chất cô ta chính là kỹ nữ, một kỹ nữ xinh đẹp có tiếng, chỉ tiếp các bậc sang trọng, có chức có quyền. Minh Khuê nghe ngóng được tin tức này thì lạnh lòng, lại có chút trào phúng. Đợi cô vậy mà lại phải chịu kiếp chồng chung với kỹ nữ. Cô không trách người, chỉ tủi cho phận mình. Cảm tình vừa dọn về ngày đầu đang mặc hết sức diêm chúa lại vô cùng khoa trương. Hai cái rương đồ lớn phải tới 3-4 gia đình mới khiêng vào được. Cảm tình người giống như tên, trang điểm đậm đà, cả người toát lên dễ lẳng lơ. Cả đám gia đình cũng đã trầm trụ trước nhan sắc diễm áp quần phương, đẹp đến điên đảo, lấn át tất cả, khiến người ta chói cả mắt của cô ta. Minh Khuê cẩn thận quan sát người vợ thứ của chồng, cô khẽ mỉm cười. Quá ra cậu Khanh thích thể loại như vậy, xem ra cậu cũng chỉ được đến vậy. Người ta thường có câu hồng nhan họa thủy, xinh đẹp quá cũng chưa chắc tốt, dễ có mệnh đào hoa. Cảm tình có thể lại là một mối tai họa ngầm cho nhà Quyện Hàm. Cảm tình đã quen với cảm giác
là sự chú ý của mọi người rồi, nên cô rất tự nhiên. Cậu hai và Quyện Hàm Tân si mê cô cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Bởi vậy, cô cũng mạnh dạn đánh giá người vợ lớn của cậu một chút. Đôi mắt trong trẻo, thanh khiết, tựa như dòng suối ẩn sâu trong rừng, vừa thanh lãnh, đạm mạc, có phần bất đồng với thế nhân. Dạng dạm xung quanh đây, Minh Khuê tuyệt đối không phải là người con gái đẹp nhất, nhưng những người con gái đẹp khác khó lòng mà sánh được với khí chất của cô. Cái khí chất diễm mỹ, tuyệt tục, xinh đẹp mà không dung tục ấy, nét đẹp ấy hoàn toàn bất đồng với mình, lại có vẻ cố kỵ, khó gần như vậy. Thoạt nhìn đã biết không thú vị, bảo sao cậu Khanh lại không thích cô ta. Tuy là người vợ lớn, nhưng xem ra cô ta còn nhỏ tuổi hơn cả mình. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Cẩm Tình là người chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình yếu kém, cho đến khi gặp Minh Khuê. Cô cảm thấy mình không có gì thua sút cô ta, xinh đẹp cũng xinh đẹp hơn, cũng biết cách lấy lòng đàn ông hơn. Bản lĩnh cùng sự chai lì với cuộc sống đương nhiên cũng mạnh mẽ hơn cô ta. Duy chỉ có cái xuất thân là thua chị kém em. Cô ta vậy mà biết lựa chọn nhà để đầu thai làm con ông Ban Siêu, giàu sang, phú quý, được giáo dưỡng điều hay lẽ phải. Nhìn cái vẻ đoan trang, hiền thục ấy càng làm nổi bật cái vẻ phong tao, lẳng lơ không ra gì của mình. Nhìn như thanh lãnh, không quan tâm sự đời, nhưng thực chất đang che giấu sự khinh bỉ mình trong ánh mắt của cô ta. Cảm Tình, tâm tư cạn, nghĩ gì liền thể hiện hết lên trên mặt. Cô đỏng đảnh lướt qua mặt Minh Khuê và Úc Quyên đi theo cậu Khanh lên lầu. Cậu Khanh trước đó đã cho người dọn cái phòng lớn ở trên lầu cho Cảm Tình. Mọi thứ tốt nhất đều dành cho người đàn bà cậu thương. Cậu thương Tình đã rất lâu rồi. Đúng ra, người cậu muốn cưới đầu tiên chính là Cảm Tình. Cha cậu lúc ấy ngăn cản dữ quá. Ông Nguyễn xem thường cái xuất thân thấp kém của Cảm Tình nên sống chết cấm cản cậu đến với em ấy. Lại hăm dọa không chia gia sản cho cậu, chẳng đứt con đường làm ăn nên cậu mới nhẫn nhịn, miễn cưỡng chấp nhận cùng cha sang nhà hỏi cưới Minh Khuê. Chứ trong lòng cậu vẫn mặc định vợ chính thức của mình phải là em Tình. Bởi vậy cậu có chút ác cảm với Minh Khuê, mặc dù cô chẳng có lỗi làm gì. Đến năm nay cha mất, cậu mới lộ mặt thật, thỏa lòng đưa em Tình về, cũng danh chính ngôn thuận cho em ấy một thân phận. Bà Huyện vậy mà lại chịu ý để con trai rước một kỹ nữ về làm dâu, mặc kệ danh tiếng của ông Huyện gầy công xây dựng bấy lâu nay, chỉ vì trong bụng cô ta đang mang giọt máu của con trai mình. Cả nhà chỉ có cô Úc Quyên là không hài lòng. Cô khinh khi và ghét Cẩm Tình ra mặt. Vừa nhìn hơi thở nồng đậm mùi son phấn ấy đã biết không phải người đứng đắn đàng hoàng gì. Không hiểu anh trai cô mê cái gì ở cô ta. Đẹp thì có đẹp, nhưng nét đẹp trong mắt cô ta lại quá đổi bình thường, lại có phần lẳng lơ dung tục, y hệt như xuất thân của cô ta. Làm sao bằng chị dâu lớn, ăn nói nhỏ nhẹ, hiền thục đoan trang, loại hoa hồng có khe sắc nhọn, cùng hoa sen bách diệp thanh khiết, há lại có thể so sánh với nhau được. Đàn ông đúng thật là kỳ lạ. Nếu phải chọn, cô đương nhiên đứng chung chiến tuyến với chị dâu lớn rồi. Cảm Tình bị em gái của chồng khinh khi ra mặt thì tức lắm. Trong nhà Minh Khuê cùng bà Huyện thì ngó lơ, xem cô như không khí. Cảm Tình luôn có cảm giác bị coi thường, tự ti về cái xuất thân của mình nên đem lòng sinh hận, giận chó đánh mèo. Cô cậy được cậu Khanh yêu thương, cưng chiều thì lên mặt, thường hay làm khó dễ đám gia đình, người ở trong nhà. Đám gia đình, người ở ban đầu còn thích cái nét đẹp của cô, nhưng dần dần nhận ra nét đẹp không đi đôi với tính cách. Họ thấy tính cách khó ở, cậy lớn hiếp nhỏ của cô thì không thể nào ưa cho được. Cảm Tình nhìn trúng óc đứa nhỏ hầu thân cận của Úc Quyên. Cô bị Úc Quyên khinh miệt, không thể làm được gì thì trút giận lên óc. Cô tìm cách làm khó dễ đó. Buổi sớm mai hôm đó, Úc Quyên do đêm qua thức khuya đọc sách nên hôm nay dậy hơi trễ. Còn óc thấy cô Úc chưa thức thì không dám làm phiền. Nó ngoan ngoãn ngồi chơi với con mèo trắng ở trước cửa phòng mà đợi cô Úc. Xui cho nó, Cảm Tình cũng vừa mới thức dậy, mở cửa phòng đi ra thì thấy nó. Ê Úc, đi xuống nhà dưới, làm cho tao ly nước cam. Mà nhớ, đừng có để đường như không mày. Dạ. Ở
Bob chưa hiểu tình hình thì bị nạt. Cậu không đi nhanh, tao đánh chết bây giờ. Ốc lật đật chạy xuống cầu thang, đi ra nhà bếp nhờ bà ba làm nước cam. Chừng nó vừa đến nhà trên thì đã thấy Cẩm Tình ngồi ở bộ trường kỹ. Nước cam của mợ. Bộ không ai dạy mày nói chuyện phải giả thưa hả? Dạ, nước cam của mợ. Cẩm Tình cao mày uống ngụm nước cam tươi mới vừa chắc, cô đã nhăn mặt phun ra khắp nền nhà, miệng tru tréo. Mẹ ơi, cam gì chua lét vậy? Vừa nói, cô vừa đứng dậy, nhéo lỗ tai của ốc. Mày muốn hại tao phải không? Chua như vậy, hư hết răng của tao rồi sao? Cô lấy cái chổi lông gà, treo trên cột quất tới tấp vào người của ốc. Con nhỏ bị đánh đau thì khóc ré lên, con người chịu đựng cơn giận dữ của Cẩm Tình. Rồi quất tới đầu, da thịt nó hằn lên đỏ ao đến đó. Cẩm Tình quất mạnh vào trán nó, tét một đường bằng lóng ngón tay, máu chảy dài xuống mặt. Cẩm Tình vẫn điên cuồng đánh nó tới tấp như để xả giận giật út quyên khinh khi mình. Cả thân thể nhỏ bé của nó chịu hết nổi, ngã sổng xoài xuống nền gạch lạnh lẽo. Mình quề nghe tiếng la ó của Cẩm Tình, tiếng khóc của con ốc thì đi lên. Cô hốt hoảng chạy lại ngăn cô ta, gạt cây chổi trong tay Cẩm Tình. Giật tay lại, em định đánh chết nó hay gì? Ốc lả người đi trong vòng tay của mình quê. Đau quá cô ơi. Trán nó chảy máu đỏ tươi, mơ màng nhìn khuôn mặt cô xinh đẹp rồi mới an tâm niệm đi. Mình quê nhìn Cẩm Tình bằng ánh mắt ẩn nhẫn sự tức giận. Cô bế sóc người ốc đặt lên tấm phản rồi lao đi vết máu trên trán cho nó. Sen đâu? Dạ. Mau đi rước doctor nhanh lên. Con Sen từ nhà sau chạy lên, thấy cảnh của ốc dậy thì ba chân bốn cẳng hối thúc xe ngựa đi trước đốc tờ. Mới sáng sớm mà cả nhà đã bị một trận linh đình. Út Quyên từ trên lầu đi xuống, thấy cảnh dậy thì vừa thương vừa xót cho ốc, lại vừa tức giận Cẩm Tình. Ả đàn bà không biết tốt xấu này, biết rõ con ốc là hầu thân cận của cô. Rõ ràng là không làm gì được mình nên kiếm con nhỏ đánh dằn mặt mình đây mà. Con nhỏ có chút xíu mà chị nỡ đánh nó như vậy, có tội tình gì á thì dạy dỗ đàng hoàng, chứ mắc gì ra tai nạn như vậy. Cẩm Tình vẫn thẳng nhiên đáp. Thì nó người ở, làm sai thì bị phạt, chứ có gì mà cút làm quá vậy. Chẳng lẽ chị dạy một đứa ở cũng không được sao? Út Quyên đanh mặt, cô muốn dặn cây chổi lông gà mà quất cho cô ta mấy cái lắm, để cô ta biết cảm giác bị đánh sứt đầu, mẻ trán là như thế nào. Nhưng anh trai và má cô cũng từ trên phòng đi xuống nên không thể. Cậu Khanh kéo tay Cẩm Tình lại, hỏi đầy ý tứ chở che. Em có sao không? Cẩm Tình sụ mặt, lập tức mè nheo. Em hơi mệt. Vậy về phòng nghỉ ngơi đi. Út Quyên nhìn điệu bộ ấy thì buồn nôn vô cùng, không thể chịu nổi sự giả nai ấy. Định lên tiếng thì bị bà Quyện gạt ngang. Bà Quyện nhìn con ốc bị đánh thì cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn Cẩm Tình một cái rồi nói. Coi, rước thầy cho nó uống thuốc đi. Thằng Khanh, chở má đi công chuyện, đừng có mà rầy ra. Cẩm Tình không bị má chồng với chồng la rầy thì lại càng dương dương tự đắc. Đợi khi xe của má chồng đi khỏi cổng, cô mới hất mặt nói. Cô Út, phải dạy dỗ người hầu cho đàng hoàng, đừng để chị phải thay cô Út dạy thì kỳ lắm. Chị đừng có làm ra vẻ, tôi nhìn thấu bộ mặt giả tạo của chị mà. Cẩm Tình cười khẩy. Nay mai cô Út cũng phải đi làm dâu nhà người ta, rồi cô Út cũng phải giả tạo giống tôi thôi. Khéo cô Út còn phải cúi đầu để hầu hạ người ta kìa. Út Quyên giận đến đỏ cả mặt. Cô không phải loại gái chua ngoa nên không thể nói những lời dung tục, tục tằn giả đàn bà kia. Út Quyên chỉ cây dâu, mắng cây què nói. Tôi có gả đi á thì cũng làm vợ lớn, chứ không phải làm bé như chị. Tôi nhắc cho chị nhớ, đừng có quên thân phận của mình. Làm bé, nhưng được chồng thương, còn đỡ hơn một số người. Vừa nói, cô vừa nhìn qua Minh Khuê đầy ẩn ý. Minh Khuê vốn không quan tâm, đang lao người cho ốc, nghe mấy lời này thì khựng lại. Không biết lấy gì để đối đáp, vì cô ta nói sự thật. Cô tuy là vợ lớn, nhưng lại không có được tình thương của chồng. Út Quyên thì không hiền như vậy, không thể để cho chị dâu lớn chịu thiệt thòi.
cô đáp với chất giọng đầy mỉa mai. Sống làm vợ khắp người ta, hãy thay thác xuống là ma không chồng. Cẩm Tình nghe mấy lời này thì ức nghẹn. Cô tức tối, dậm chân, dậm guốc xuống đất, sấn tới định dạy dỗ Út Quyên một phen. Cô giơ cao tay định tát quem chồng hỗn xược này một cái cho hả giận. Cũng không quản bà huyện sẽ xử lý cô như thế nào khi dám đánh con gái cưng của bà. Cẩm Tình tay nhanh hơn não. Kệ, cứ đánh cho hả dạ trước đi rồi tính. Vì dù gì cậu Khanh chả bên vực mình, nhưng cánh tay chưa kịp hạ xuống đã bị ngăn lại. Minh Khuê lại gạt tay cô ra chậm rãi nói. Chất giọng không giận mà quy, lại xoáy đúng trọng tâm, khiến Cẩm Tình dù tức giận cũng phải dịu xuống phần nào. Cô Út có quấy, thiệm đợi má vậy. Thưa lại với má, để má dạy dỗ cô Út. Má còn chưa đánh cô Út một roi nào. Nếu em dám đánh thì má và chị nhất định không để em yên đâu. Cô Út hỗn láo với tôi như vậy mà chị dám bên? Mấy lời em nói đó có khi còn hỗn hơn cả cô Út đó. Cẩm Tình mới nhận ra mình nói lý không lại hai người nên cãi cùng. Được rồi, đợi chồng tôi về, tôi mét xem chị xử trí như thế nào. Minh Khuê cười nhạt đáp. Vậy thì em đợi về mà mét. Còn bây giờ em đi khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy em ở đây. Chị dám đuổi tôi? Út Quyền mới lên tiếng. Chị đúng là loại đàn bà phiền phức. Chị hai tôi nói chị đi thì chị đi đi. Vợ lớn người ta nói mà chị còn cãi nhem nhẻm, còn ra thể thống gì nữa. Cẩm Tình tức tối bỏ đi lên lầu, nhất định phải đợi cậu Khanh về mét với cậu một chút nỗi ấm ức này. Đêm hôm đó, óc bị một trận sốt ly bì, nó mê man, chốc chốc lại kêu má má, khiến cho Minh Khuê lo lắng. Cô thức suốt cả một đêm để canh chừng óc. Cậu Khanh chở bà huyện đi công chuyện không về, nên Cẩm Tình ấm ức đành phải ngủ một mình. Cô hít hà cái lọ nước hoa mà cậu Khanh mới mua ở hiệu buôn Pháp cho mình. Cái hương trầm ấm như gỗ ấy khiến cô hài lòng, đóng cửa sổ, chuẩn bị bỏ mồm xuống đi ngủ. Cẩm Tình giật mình khi thấy phía bên dưới, tán cây xoài ngay trên mái nóc của căn bếp, có thứ gì đó đung đưa. Cô căng mắt nhìn thì hóa ra là tấm vải trắng bị gió thổi bay qua bay lại. Cẩm Tình thở nhẹ rồi kéo cửa sổ đóng lại. Nhìn cây đờn treo trên vách, cô lại nổi hứng, lấy xuống rồi vừa đờn vừa hát một đoạn trong tuồng mà khi ở Tửu Lâu hồi trước cô hay hát. Tiếng hát từng khiến cánh đàn ông mê đắm ấy khi vào tay Út Quyên lại thành thứ thanh âm lả lơi mời gọi, khiến cô ghét bỏ vô cùng. Có thể do xuất thân quá khác biệt, lại cái tánh nết đanh đá của Cẩm Tình, nên giữa hai người khó có thể hòa hợp mà sống chung một nhà. Út Quyên gõ cửa vừa bực dọc. Chị bị điên rồi hả? Khuya như vậy còn hát hò cái gì? Bộ không muốn trai ngủ ghê vậy hay sao? Cẩm Tình vẫn làm mặt ngơ đáp. Tôi chỉ hát mấy câu cho vui thôi. Ở Sài Gòn biết bao nhiêu người muốn nghe tôi hát, còn không được. Cô Út được nghe chùa, còn chê khén gì? Cô Út bớt khó tánh lại đi. May ra còn có thằng chịu rước, chứ mà đanh đá quá, khéo ế cả đời ra. Tôi thà ế, chứ không chịu chung chồng với ai. Chị không ngủ thì làm ơn im lặng để cho người khác ngủ. Không thích thì thôi, tôi không hát nữa. Cẩm Tình đóng cửa phòng, không nuốt trôi cục tức, nên ngẫm nghĩ đợi cậu Khanh về sẽ kêu cậu đuổi con ốc để trả thù Út Quyên. Cô cũng chán ghét mấy đứa con gái xuất thân nhà giàu như Út Quyên. Sinh ra đã xài bạc của cha má thì biết cái mẹ gì chứ. Tuổi nó làm sao hiểu được cái khổ của những phận đời như cô. Làm sao hiểu được vừa sinh ra đã không biết mặt cha má. Từ nhỏ bị người ta xem như một món hàng mua đi bán lại. Dòng đời đưa đẩy phải tiếp những gã đàn ông như lang như sói. Bộ cô muốn làm cái nghề mà bao nhiêu người khinh miệt này lắm sao? Cô cũng chua xót khi nhìn lại hai mươi mấy năm cuộc đời của mình giữa một xã hội tàn khốc như này. Cô không tạo một lớp gai góc tự bảo vệ bản thân thì ai sẽ che chở cho cô đây? Cẩm Tình bần thần một lúc. Khi sự tủi thân chậm chạp qua đi, cô mới đi xuống lầu định lấy nước uống. Vừa đến bậc cầu thang, chân cô như bị một thứ gì đó dính vào, bước chân nặng nề như có keo dính dưới nền gạch. Cây đèn khí leo lét ở trên này không đủ ánh sáng để cô nhìn thấy xung quanh. Bước chân khựng lại khi đạp phải một vũng nước ở giữa cầu thang, lòng bàn chân đau nhói như đạp phải đá dục li ti.
Cảm tình bực bội, nghĩ phải chửi tụi gia đình một trận vì cái tội lau nhà không sạch. Đi thêm một bước thì con mèo từ đâu chạy vụt qua, khiến Cảm Tình giật nảy mình. Cô trượt chân, tay không kịp vịn thành cầu thang. Cô ta la lên một tiếng rồi tối sầm mặt mũi, không còn biết trời trăng gì nữa. Cảm Tình té từ trên cầu thang xuống đất, nằm ngất xỉu ở đó suốt một đêm. Úc Quyên ở phòng bên cạnh cũng ngủ mất đất nên không hay biết sự tình gì. Chứ không phải cô làm hiểm không cứu. Phải đến sáng bữa sau, khi đám gia đình thức dậy lên quét dọn mới phát hiện, tụi nó sờ mũi xem mợ ba còn thở hay không, rồi mới bế sốc cô lên bộ ngựa ở nhà lớn nằm. Minh Khuê cũng đi ra xem một chút rồi sai người đi rước đốc tờ. Úc Quyên cũng chỉ liếc nhìn, ác miệng nói một câu rồi bỏ đi. Ác giả ác báo, coi vết thương ở trán chị kìa, y hệt như chị đánh con ốc hôm qua. Bởi vậy mới nói chị sống có đức một chút đi, không thì nó giận hết vào người chị đó. Cảm Tình mơ màng, vừa tỉnh dậy lại nghe câu nói của Úc Quyên thì tức giận, ngồi bật dậy định ăn thua đủ với cô. Nhưng vừa cử động, cơ thể đã truyền đến cơn đau dữ dội. Cả cơ thể cô chỗ nào cũng đau, nhất là vết thương trên đầu, đau đến mức run cả người. Lại nhìn mấy vết xước ở tay chân, mặt mày thì cô than oán. Nhan sắc này cô kỳ công bảo dưỡng, chăm chút như vậy, giờ lại bị trầy, sợ sẽ để lại sẹo. Cảm Tình bực dọc, sai biểu đám người ở, phải làm đủ thứ theo ý mình. Cô nằm một chỗ tru tréo, cào nhào suốt, khiến cho cả nhà đều bị đinh tai, nhức óc. Mãi cho đến khi bà Nguyễn với cậu Khanh về thì cô mới chịu im lặng được một chút. Cậu Khanh nhìn thấy mặt mày Cảm Tình trầy xước, vết tét trên trán rõ to, lại lo lắng cho cái thai trong bụng. Cậu mới đi chỉ một đêm mà người con gái cậu thương lại thành ra như vậy. Cậu quay lại nhìn Minh Khuê rồi lại nhìn Úc Quyên. Úc Quyên nhún vai ra chịu không bận tâm. Minh Khuê thì một lúc sau mới khẽ nói: em ba té cầu thang, tôi cũng cho rước đốc tờ xem rồi, không ảnh hưởng đến cái thai, chỉ cần sức thuốc sẽ hết thôi. Cậu Khanh quay lại dịu giọng hỏi Cảm Tình: có thật là em tự té không, hay là có ai ăn hiếp em? Cảm Tình im lặng, lại khóc thút thít ra chịu sợ hãi. Cậu Khanh vuốt vuốt lưng cô như dỗ về. Mãi một lúc sau cô mới làm ra vẻ sợ sệt nói: Em có qua ở đây, em cứ nói, không phải sợ ai hết. Em định xuống uống nước, giờ đến cầu thang thì có ai đổ nước ở bậc thềm. Tối qua em không thấy nên trượt xuống, rồi bất ngờ có bàn tay đẩy em xuống, đau quá nên em ngất luôn. Em thì không biết ai lại muốn em như vậy nữa, em chỉ muốn yên ổn sống như nhà mình thôi. Có tranh giành với ai đâu mà nỡ đối xử với em như vậy. Cảm Tình nói dối mà không chớp mắt một cái. Cậu Khanh nghe vậy thì mặt hầm hầm quay lại nhìn Minh Khuê với em gái. Một cảnh khóc giả trơn này đều bị những người có mặt ở đây nhìn thấy hết. Úc Quyên tức giận chỉ vào mặt Cảm Tình nói: chị đừng có ăn nói bậy bạ, ở trên lầu chỉ có tôi với chị, chị nói vậy là có ý gì? Chị làm ác, chị bị quả báo tự té, chứ ai mà hãm hại chị. Mày im, dù gì cũng là chị dâu của mày, đừng có hỗn láo như vậy. Cậu Khanh nhìn sang Minh Khuê vô tội với ánh mắt long lên giận dữ: có qua ở đây, bất cứ ai cũng đừng hòng hãm hại em ấy. Minh Khuê vẫn một mặt lạnh tanh, không biến sắc. Có tật thì mới giật mình, cô không làm thì việc gì phải để ý những lời hăm dọa, dằn mặt của gã đàn ông ngu xuẩn kia. Mấy lời nói cùng gương mặt giả tạo kia, con đít 3 tuổi cũng có thể nhìn thấy. Hắn vậy mà lại tin tưởng, cũng cho thấy bọn họ là cùng một dạng người. Minh Khuê cười lạnh, trào phúng trong lòng. Nếu cô thật sự muốn hãm hại ả đàn bà kia, thì cô ta còn giữ được mạng để có thể ngồi đây khóc lóc, kể lể với hắn như vậy sao? Nhưng đó lại không phải là bản tính của cô. Cậu Khanh muốn đưa em Tình về phòng lớn của hai người ở trên lầu. Cảm Tình được đàn chân lên đằng đầu, muốn ra quy với vợ lớn của chồng, nên cô thỏ thẻ với cậu, diện cớ vì lý do đau chân nên không muốn ở trên lầu, sợ đi lên đi xuống bất tiện. Ngặt nổi, ở dưới lầu chỉ có duy nhất mỗi căn phòng của Minh Khuê là rộng rãi. Cậu Khanh không ngần ngại ra lệnh: cô dọn về phòng của cô, cho em Tình ở đỡ, em ấy bị thương, lên xuống khó khăn. Vậy chị hai ở đâu?
anh đừng có quá đáng như vậy cho anh hai. Út Quyên lại bức xúc nói thay chị dâu lớn. Bà Huyện nãy giờ chứng kiến một cảnh khó coi của Cẩm Tình thì lúc này mới nói: như vậy không được, con Khuê vẫn ở phòng của nó, còn con Tình muốn ở thì dọn dẹp cái phòng gần sau bếp mà ở. Má, cái chỗ đó làm sao con với Tình ở được? Bà Huyện lúc này cũng rất ngứa mắt cái thái độ không đứng đắn mè nheo của Cẩm Tình. Bà lại liếc nhìn Minh Khuê, có cảm giác đứa con dâu lớn này đúng là tâm tư sâu không thấy đáy. Chồng đó chiều vợ nhỏ ra mặt như vậy mà nó một chút khó chịu hay bất mãn cũng không có. Chỉ có hai khả năng, một là nó thâm độc đang mưu tính điều gì đó, hai là nó hoàn toàn không thương con bà nên mới có thể làm ngơ như vậy. Cả hai bà đều không muốn xảy ra. Nó là dâu lớn, lại là con nhà giàu có, bà vuốt mặt cũng phải nể mũi anh chị Ban Siêu xuôi gia bên kia. Ông Quyền Tân mất rồi, quyền thế gia đình bà cũng không còn được như trước. Thêm một kẻ thù chỉ bằng bớt đi một chút. Chỉ có đứa con trai ngu xuẩn của bà là không nhìn ra được điều đó mà thôi, lại bị cái con hồ ly thấp kém như vậy dẫn dụ. Nó nói cái gì cũng răm rắp nghe theo, bà tức nhưng lại phải chịu đựng đó vì đứa cháu trong bụng. Minh Khuê vẫn rất bình tĩnh trả lời: mình muốn như vậy thì tôi sai người dọn phòng, lát nữa hai người có thể vào nghỉ ngơi được thôi. Cả bà Huyện và Cúc Quyên đều chân hững nhìn Minh Khuê. Cô có phải người phạm nữa hay không, có thể rộng lượng như vậy? Thấy con dâu lớn chủ động nhường phòng thì bà Huyện cũng không tiện nói thêm, miễn cho con trai bà lại nổi điên quậy phá lung tung. Chỉ có Út Quyên là thái độ khó chịu ra mặt. Cậu Khanh cũng bất ngờ, nhưng cậu tự mãn nghĩ Minh Khuê cũng biết thức thời, cũng không thể nổi nóng để kiếm chuyện với cô được nữa. Cảm Tình lại dên giáo như cừu non dựa vào lòng cả đàn ông trước mặt. Mình phải sớm đuổi cô ta khỏi nhà. Đuổi sao được, cô ta hiểu chuyện như vậy, lấy cớ gì bỏ bây giờ? Cậu Khanh vuốt ve bờ vai nuột nà của Cảm Tình đáp: mình không thấy bộ mặt trơ tráo của cô ta sao? Một chút ghen tuông cũng không có, rõ ràng là trong lòng cô ta không hề có mình. Qua không có tình với cô ta thì cần gì cô ta có tình với Qua? Qua chỉ cần em thôi. Cậu Khanh siết chặt em Tình của cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô một cái. Đời này cậu chỉ cần em Tình mà thôi. Cái tình cậu dành cho Cảm Tình là thật. Bởi vậy Minh Khuê có đẹp, có hiểu chuyện đến mấy cũng không lọt vào mắt của cậu cho đặng. Mà có thật là cô ta xô em xuống cầu thang không, hay là em chỉ muốn làm khó dễ cô ta? Cậu Khanh nghi ngờ hỏi. Lúc nãy có mặt mọi người cậu không tiện hỏi rõ. Em bị xô thật, nhưng phải cô ta hay không thì em không biết. Cảm Tình đã lỡ nói dối nên phải tiếp tục dối chồng. Cậu Khanh cũng nghĩ Minh Khuê sẽ không dám làm, vậy chỉ có thể là Út Quyên vì nó ghét em Tình nhất nhà. Cho dù có em ruột của cậu cũng phải dạy dỗ nó lại một phen. Cậu cũng không quên căn dặn em Tình của mình: ừ, em cũng bớt kiếm chuyện với cô ta đi. Người ta là con Ban Siêu đó, có chuyện gì mình cũng bị ảnh hưởng chứ không dễ dàng đâu. Em biết rồi mà. Mà chuyện đêm hôm đó mình giải quyết xong chưa? Cậu Khanh cao mày. Qua có quay lại đó, nhưng cái xác đã bị lính đêm đi chôn mất tiêu rồi. Cũng không có ai dám điều tra đâu mà em lo. Là lỗi của em. Nếu không phải do em say lại quậy phá thì mình làm sao mình đông chết người như vậy? Lỡ mình mà xảy ra chuyện gì á, em chỉ có nước chết để đền tội thôi. Cảm Tình rút vào lòng cậu Khanh thủ thỉ nói. Cậu Khanh nghe mấy lời này thì mềm lòng, cậu vuốt ve tóc em Tình của cậu đáp: em khờ quá. Em là người Qua thương, dẫu em có giết người Qua cũng sẽ bao che cho em, thay em xử lý hết mọi chuyện. Huống hồ chi Qua mới chính là người cầm bánh lái, chứ có phải em đâu. Cảm ơn mình. Ừ, thương em. Những lời này đều vừa dặn rơi vào tai một bóng người đứng ở bên ngoài, khẽ nở nụ cười không rõ ý tứ rồi lặng lẽ rời đi, khuất trong sự tối tăm của dãy hành lang. Minh Khuê đưa ngồi khâu lại hàng đúc áo cho má chồng thì Cảm Tình từ bên trong đi ra. Cô liếc nhìn vợ lớn của chồng vẫn một mặt đạm mạc như vậy thì chướng mắt. Cảm Tình vừa ngồi xuống đã nói: chị lấy lòng má để làm gì? Sớm muộn gì cậu Khanh cũng bỏ chị thôi à.
Thấy Minh Khuê không trả lời, hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời khiêu khích của mình, Cẩm Tình bị ngó lơ thì giận tím mặt, nhất thời tức giận quên mất lời cầu khanh dặn. Cô giới tay giật chiếc áo trong tay Minh Khuê và xé tan bành cho hả giận. Minh Khuê nhíu mày nhìn Cẩm Tình, người đàn bà không biết tốt xấu này càng lúc càng quá đáng, đúng là không có giáo dưỡng cư xử, cũng không hề có chuẩn mực. Nhưng cô rất nhanh đã khéo léo che đi sự khinh miệt trong ánh mắt, nhỏ giọng nói: "Lại muốn gì nữa đây?" "Muốn cái danh mợ hai của chị, vị trí vợ lớn vốn là của tôi, chị lại giành lấy, hữu danh vô thực." Minh Khuê cười trừ: "Cứ đợi đi, cũng sẽ có ngày được thỏa chí thôi. Gấp gáp làm cái gì, dục tóc thì bất đạt. À mà quên, chị là con Pha Lửng, có phải con gái An Nam đâu mà biết lễ tục." Minh Khuê chép miệng, mắt ngó lờ đáp: "Tuy tôi Pha Lửng, nhưng tôi được dạy dỗ đàng hoàng. Nhìn xem, tôi với em khác biệt hoàn toàn chứ." Cẩm Tình bị đáp trả thì nghẹn họng: "Nếu chị biết điều á, thì đồng ý sẽ hôn thú sớm một chút đi. Cậu Khanh còn giữ chút thể diện cho chị. Đàn bà mà mang tiếng bị chồng bỏ thì xấu hổ gia môn dữ lắm đa." "Tôi có làm gì sai để xấu hổ gia môn đây? Gia môn bất hạnh, người như em làm gì có gia môn để mà chịu bất hạnh chứ?" Lời này nói ra khác nào chửi đối phương là đứa không cha không mẹ. Nhưng Cẩm Tình chưa kịp hiểu thì Minh Khuê lại nói tiếp: "Tôi sống ngay thẳng nên chẳng có gì phải sợ xấu hổ cả. Chỉ có những người làm sai, làm chuyện xấu mới sợ thôi." "Ý chị là sao?" Trong lòng có quỷ tự nhiên giật mình: "Trên đầu ba thước có thần linh, em tự hiểu đi." Minh Khuê lạnh lùng bỏ đi. Cẩm Tình có một chút chột dạ. Buổi chiều hôm đó Cẩm Tình lại gây náo loạn, khiến cho cả nhà bị một phen gà bay chó sủa. Cô một tay ôm bụng, cứ hướng cậu Khanh mà than đau. Cậu Khanh vội sai người đi rước đốc tờ về xem bệnh cho cô. Đốc tờ xem bệnh một chút rồi kê toa thuốc bổ cho cô uống. "Mợ ba có mang được 4 tháng rồi, nhưng thần sắc mợ có vẻ yếu, cả nhà nhớ chăm sóc mợ đầy đủ." Đốc tờ muốn lấy lòng nhà giàu nên nói thêm mấy lời: "Ngo bụng mợ ba nhọn, tôi đoán có thể là cháu trai." "Cảm ơn đốc tờ." Bà Quyện cũng mừng ra mặt. Cái đứa con giàu tánh tình khó ưa này, vậy mà lại mắng đẻ. Vừa về nhà này đã có cháu trai cho bà. Nhìn sang Minh Khuê, thân hình mỏng manh, gầy đến xanh xao, thì chán nản. Bà đâu biết rằng không phải do Minh Khuê ốm yếu, khó sanh nở, mà tất cả đều là do con trai bà không thèm đụng đến người ta, thì lấy đâu ra cháu. "Em Tình có bầu con trai rồi, cô ở nhà thì phải biết chăm sóc em ấy tốt một chút. Đừng có dở cái thói vợ lớn hiếp đáp vợ nhỏ, tôi không có ưa đâu đó." Cậu Khanh lên tiếng dằn mặt trước. Minh Khuê khẽ gật đầu, nét mặt vẫn không lộ chút biểu cảm gì. Cô khéo léo che đi nội tâm khinh bạc của mình. "Em muốn ăn canh chị lớn nấu, chị lớn nấu ngon hơn bà ba." Cẩm Tình không quên thừa cơ hội làm khó Minh Khuê một chút. Cậu Khanh chịu ý cô, quay lại nói: "Cô còn không mau đi nấu chút canh cho Tình tẩm bổ cái thai đi. Con của em ấy cũng là con của cô đó." "Dạ." Minh Khuê mặc dù tự biết Cẩm Tình là đang muốn kiếm chuyện đầy ái mình, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, thuận theo. Cô mang lên một tố canh sườn heo hầm rau củ, nóng hổi, đến tận phòng cho Cẩm Tình. Cẩm Tình cũng rất sảng khoái mà tận hưởng cái cảm giác được làm khó dễ Minh Khuê. Bà Quyện với Út Quyên đều nhìn thấy hết. Bà Quyện tin lời đốc tờ, vì đứa cháu trai trong bụng Cẩm Tình nên mắt nhắm mắt mở, cho qua mà chịu ý Cẩm Tình. Bà nghĩ Minh Khuê biết thân biết phận như vậy cũng tốt, miễn cho nhà cửa lúc nào cũng yên ổn. Út Quyên thì ứa mắt, muốn nói lắm, nhưng nhìn thấy độ bình thản của chị dâu lớn thì cô lại đành thôi. Chị ấy bị dò dò ức hiếp như vậy mà một lời cũng không than vãn. Cô lại lên tiếng, chỉ mang đến phiền phức cho chị ấy thôi, chứ chẳng giúp ích được gì. Út Quyên lại càng thêm ghét Cẩm Tình. Óc của cô bị đánh đến bây giờ vẫn còn sợ, nó cứ nằm mơ thấy ác mộng về đêm hoài. Tất cả đều là tại cô ta gây ra. Đứa nhỏ mới bay lớn mà phải mang theo bóng ma tâm lý nặng nề như vậy. Út Quyên cũng cảnh giác hơn, lúc nào cũng dẫn óc đi bên cạnh mình. Cẩm Tình vì vậy cũng không có cơ hội đánh đập nó nữa. Dần dà những ngày sau đó, mỗi bữa ăn của Cẩm Tình đều là do Minh Khuê chuẩn bị. Không phải Minh Khuê nấu thì cô nhất định không ăn. Mà hễ cô bỏ bữa
thì cậu Khanh lại đổ quạo. Cậu không thể đánh Minh Khuê vì gia thế nhà cô, nên cậu lôi hết đám người ở ra mà đánh. Bà Quyền ứa mắt lắm, cũng quát con trai dạy ba câu rồi thôi, chứ cũng không giải quyết được gì. Minh Khuê thiện lương, nhìn đám người làm bị đánh đến rướm máu, sức đầu mẻ tráng thì thương cảm. Rõ ràng là Cẩm Tình muốn mình phục vụ cô ta mà. Ai nợ vợ lớn lại phải đi hầu hạ vợ nhỏ như vậy. Vậy mà gã đàn ông kia lại hành động như vậy. Minh Khuê đã trào phúng, lại càng thêm khinh bỉ chồng. Cô xem thường trong lòng. Cô kéo tay cậu Khanh, giật cây chổi đang bửa lên đầu con sen lại mà nói. Mình đừng có đánh tụi nó nữa. Để tôi đi nấu chút gì đó cho em hai ăn. Tôi nấu là được chứ gì. Cậu Khanh mắt đục ngầu, cơn giận dường như cũng dịu xuống. Cậu không thể đánh Minh Khuê. Cô ta dù gì cũng là con của ông Ban Siêu, có gia thế, có tiền của. Cậu không đi mau. Con sen đứng một bên, nó xoa xoa cái vết thương trên tay hầm hực nói. Rõ ràng là muốn ăn hiếp cô mà. Để con về thưa với ông bà, đàn ông bà qua làm chủ cho cô. Nó nhìn cô chủ cành vàng lá ngọc của mình, vậy mà bây giờ lại cúi đầu đi nấu cơm nước cho một kỹ nữ. Nó cũng ấm ức thay cho cô chủ của mình. Nhất định không được. Ông bà biết, ông bà lo thêm chứ không có ích gì. Chẳng lẽ cô cứ chịu đựng như vậy hoài sao? Con sen đau lòng nói. Minh Khuê chỉ xoa đầu nó cười. Em biết vậy thì mai mốt tránh xa bọn họ ra một chút. Thôi, lo sức dậu đi để sưng lên bây giờ. Lúc trước bà nói mà con không tin, bây giờ thì con tin rồi. Bà nói cái gì? Bà nói cô hiền quá, dễ bị người ta ăn hiếp. Là cô tự nguyện thôi. Nếu cô không muốn thì không ai ức hiếp hay làm khó dễ gì được cô đâu. Vậy nên mai mốt về nhà bển, em có gặp bà thì nói bà yên tâm đi, đừng lo lắng cho cô. Minh Khuê nói rồi lại chuẩn bị mâm đũa, xới cơm, múc canh ra tô, rồi tự tay bưng lên cho Cẩm Tình. Nhưng Cẩm Tình vốn không phải loại người chịu yên ắng như vậy. Cô lại tìm cách kiếm chuyện với Minh Khuê. Nhận lấy chén canh từ tay Minh Khuê, cô ăn vài muỗng rồi để xuống không ăn nữa. Nguyên mâm cơm cứ như vậy bị đổ đi không tiếc. Tiền của cậu Khanh chứ có phải của cô đâu mà cô tiếc. Minh Khuê đứng nhìn công sức của mình bị đổ đi như vậy, cô nhìn một cái rồi cũng quay người đi, lại là thái độ hời hợt, không tức không giận ấy khiến Cảm Tình khó chịu. Cô ta đúng là từ đầu đã không xem mình ra gì. Có cảm giác người đàn bà này luôn cao ngạo, không để mình vào mắt. Cô ta thì có gì hay, chỉ là xuất thân tốt hơn mình mà thôi. Chiều hôm đó, Cẩm Tình lại ôm bụng la ó. Cậu Khanh và bà Quyện giật mình chạy vào xem, lo lắng. Lại bị sao nữa vậy? Em đau bụng quá à, đau lắm mình ơi. Cậu Khanh sợ hãi nói. Sao mà đau, bộ té ngã hay gì nên mới động thai? Cẩm Tình lắc đầu. Em đi đứng cẩn thận lắm. Vậy có ăn gì bậy bạ không? Thì hồi trưa em có ăn chút canh của chị lớn mang vào thôi, chứ không ăn gì khác nữa. Cậu Khanh hậm hực, bà Quyện gọi lớn. Con Khuê đâu vào má biểu? Minh Khuê không biết gì, nghe tiếng bà Quyện gọi thì cũng nhanh chóng đi vào. Thấy mặt mày Cẩm Tình tái mét, tay ôm bụng thì cô có dự cảm không lành. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cậu Khanh đứng bật dậy. Không nói không rằng, cô đã bị ăn ngay một cái bạt tai từ người đàn ông này. Một bên má cô đau rát, say sẩm mặt mày, đứng không vững, chống tay vào bàn. Bà Quyền cũng giật mình khi con trai ra tay mạnh bạo như vậy. Cậu Khanh giận đỏ mặt quát. Cô, là cô đã cho em Tình ăn cái gì mà đau bụng đến mặt mày tái mét như vậy hả? Minh Khuê chừng hững, mặt in hằn cho bàn tay, gò má cô bắt đầu đau rát. Canh rau củ hầm sườn chứ có gì đâu. Cô đã không sanh được con trai rồi thì nên biết điều một chút đi. Cái thai của em ấy mà có chuyện gì á thì tôi giết cả nhà cô đó. Minh Khuê bị mấy lời nói ấy làm cho lạnh lòng, cô cũng không buồn đáp trả, chỉ đứng im đó nhẫn nhịn. Bà Quyện thấy tình hình căng thẳng, mặc dù rất xót đứa cháu trong bụng Cảm Tình, nhưng bà cũng không muốn làm gì quá đáng với Minh Khuê. Đứa con dâu lớn này cũng như mặt mũi của gia đình bà, lỡ xảy ra chuyện xích mích thì nhà ai cũng mất mặt với bạn dân thiên hạ, chứ không ít gì. Minh Khuê cũng chỉ có mỗi tội là không sanh đẻ thôi, chứ tính nết
của nó thì hơn hẳn con đàn bà chanh chua kia. Thôi, thêm một chút chuyện chi bằng bớt một chuyện, sau này cẩn thận hơn một chút. Còn con Tình nữa, có cần rước đốc tờ về xem không? Dạ, con đỡ rồi thưa má. Có thật không? Hồi nãy thấy chị la hét dữ lắm mà. Hay là chị giả bộ? Út Quyên vạch mặt chị dâu nhỏ nói. Cẩm Tình láo liên, bối rối không biết trả lời như thế nào. Thì thật may, có Cầu Khanh nói đỡ cho cô. Mày im liền cho tao. Vuốt vuốt lưng em Tình, xoa dịu, rồi cậu gằn giọng đuổi. Thôi, mọi người ra ngoài hết đi, chờ em ấy nghỉ ngơi. Cẩm Tình sau khi làm khó dễ được vợ lớn của chồng, lại thấy Minh Khuê bị ăn một cái tát của chồng thì hả hê lắm. Cô thoải mái nằm xuống chiếc giường lớn, êm ấm, cái giường vốn dĩ thuộc về Minh Khuê. Cảm giác của kẻ chiến thắng lan tỏa. Cô có thể là vợ lẽ, có thể là xuất thân thấp kém hơn cô ta, nhưng quan trọng là cô được chồng yêu thương, như vậy đã đủ chiến thắng rồi. Cảm Tình thỏa mãn đi vào giấc ngủ. Cậu Khanh sau khi tính toán sổ sách cũng đi vào nằm cạnh một bên. Gương mặt nát bấy của người phụ nữ bị cậu Tình cán ngang lại len lỏi vào trong cơn mộng mị của cô. Đôi mắt hằn lên những tia lửa giận dữ, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đêm khuya thanh vắng, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng hét lớn của mợ Ba Tình. Thì giật mình thức dậy, Minh Khuê ở cái phòng nhỏ gần bếp, nghe thấy thì bước ra đầu tiên. Cô nhìn thấy thân thể Cẩm Tình nằm sóng xoài, mặt úp xuống dưới mặt đất, ngay cạnh bậc thềm giữa nhà lớn với nhà sau. Bà Quyện rất mê tín, đến bậc thềm nhà cũng chỉ dọn dẹn năm bậc, ứng theo sinh, lão, bệnh, tử, rồi quay ngược lại sinh. Ngụ ý nhà sẽ sinh nhiều con nhiều cháu. Minh Khuê nghĩ Cẩm Tình có lẽ là trượt chân nên té đây mà. Nhưng do nền nhà xây cao nên các bậc thềm cũng được đổ rất cao. Minh Khuê thở dài, mặc dù không thích cô ta nhưng vẫn bước lại định xem xét một chút. Càng lại gần, cô càng sợ khi thấy phía dưới đũng quần của Cẩm Tình bị ướt một mảng đỏ tươi. Nè, cô có sao không vậy? Minh Khuê lay lay người Cẩm Tình hỏi. Vừa lúc ấy, cậu Khanh, bà Huyện và cô Út cũng ra tới. Minh Khuê vừa quay lại định bảo cậu Khanh bế Cẩm Tình đi vào thì đã bị cậu đạp ngay một đạp vào lưng. Cả cơ thể Minh Khuê bị hất tung về phía trước. Lực đạp rất mạnh. Minh Khuê có cảm giác bả vai mình bị trật khớp mất rồi. Cơn đau nhói truyền đến khiến cô nhăn mặt. Đời cô chưa bao giờ bị tác động mạnh đến như vậy. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì, định mở miệng nói thì bị cậu Khanh chặn lại. Cậu rít lên. Con đĩ này! Mày là con đàn bà độc ác! Mày làm gì vợ của tao vậy hả? Em... Không, tôi không có làm. Là cô ta tự té. Người ta có câu tình ngay lý gian, ý là bản chất thì không phải vậy, nhưng rành rành mọi chứng cứ đều chống lại Minh Khuê một cách như vậy. Bây giờ cô mới chân chính được nếm trải mùi vị này. Nỗi oan ập từ trên trời rớt xuống đầu mà không cách nào nói được. Út Quyên và đám gia đình trong nhà được thấy rõ. Lúc trước khi chưa rước Cẩm Tình về, cậu Khanh dù có nóng nảy nhưng chưa bao giờ động tay động chân với ai, huống hồ chi là vợ cậu. Vậy mà từ khi có sự xuất hiện của đàn bà kia, cậu lại trở nên nóng tính hơn, sơ hở là đánh đấm người giúp việc. Bây giờ lại vợ thôi vũ phu, chồng chúa vợ tôi. Minh Khuê đau đớn nằm dưới đất, ánh mắt thoáng tia giận dỗi nhìn cậu. Một người trong bản tính hiền lành như cô có giận dữ thì cảm xúc thể hiện cũng chỉ đến như vậy. Cô không thể quan quan miệng mà phản kháng lại. Cha mẹ cô không dạy cô cách cư xử lỗ mãng như vậy. Nhìn cả đàn ông cao lớn đứng trước mặt Minh Khuê cười nhạt. Cô ta là vợ. Vậy còn tôi? Tôi là gì của cậu hả? Cậu Khanh nhìn nụ cười đạm mạc ấy lại nghĩ Minh Khuê hả hê vì đã hãm hại được em Tình của cậu. Cậu điên tiết lại tát thêm cho cô một cái trời giáng. Bà Quyện đứng bên cạnh nóng lòng đứa cháu nên cũng hùa theo mà mắng nhiếc Minh Khuê. Cô oán hận nhìn hai mẹ con rồi xoay mặt, nhắm mắt, thả lỏng thân thể. Cô chỉ nhàn nhạt nói một câu. Tôi không có làm, tin hay không thì tùy các người. Minh Khuê lúc này đã không thể nhịn, cũng không muốn nhịn nhục nữa. Hắn ta muốn bỏ cô cũng được, cô chấp nhận cho hắn xé hôn thú. Gã đàn ông này không xứng với cô. Minh Khuê thu dọn đồ vào rương để về nhà mẹ, nhưng đâu có dễ dàng.
cậu Khanh lại gằn lên từng tiếng. Lúc nãy chỉ có mày với em ấy, không phải mày làm thì ai? Mày đã không có con được rồi thì thôi đi, lại còn dám làm hại con của tao với em Tình. Tao đã cảnh báo mày rồi mà mày vẫn dám làm thì đừng có trách tao ác. Mày đúng là con đàn bà thâm độc, và tao vô phước mới có đứa con dâu như mày. Ông ơi là ông sáng mắt ra chưa? Coi đứa con dâu ông chọn đây nè. Má đừng có khóc. Để rồi coi, con làm nhục mặt nó, nhục mặt ông bà già đó như thế nào. Út Quyên cũng cảm thấy chói tai, không nghĩ má và anh mình lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt đến như vậy. Chuyện chưa rõ ràng, má đừng có dội tin. Anh hai thương cô ta đến mù quáng rồi, má nhất định không được như vậy. Mày nín, đừng tưởng em tao thì tao không dám đánh mày. Minh Khuê lúc này đã quá mệt mỏi, quá khó chịu trước những lời nói cay độc của hai ba con này. Cô nhắm mắt, mặc kệ, không để ý, bước ra khỏi nhà lớn. Chưa kịp đến bậc cửa thì cậu Khanh gọi lớn. Tụi bay, mau bắt nó lại nhốt vào củi, đợi sáng mai tôi sẽ xử tội nó sao? Cậu nói rồi lập tức bế Cẩm Tình đi ra xe, chở cô đi nhà thương. Cậu vừa đi thì có hai ba tên gia đình đi đến, nhìn Minh Khuê bằng ánh mắt khó xử. Tụi nó chần chừ một chút rồi nói. Tụi con xin lỗi mợ, là lệnh của cậu, xin mợ chịu khó đi theo tụi con. Minh Khuê cũng chậm chạp lau vết máu trên mặt, việc cuốc tác như trời giáng lúc nãy của chồng, phủ sạch bụi bẩn trên người. Làm người lúc nào cũng phải như vậy, dù bị bắt nhốt nhưng vẫn phải tươm tất. Cô đi theo tụi gia đình đến nhà chứa củi. Út Quyên nhìn chị thương cảm, cô vẫn chưa thể tin được anh trai mình lại có thể mù quáng đến như vậy. Minh Khuê bị nhốt trong nhà củi tối tăm. Đời cô lần đầu tiên trải qua tình cảnh như vậy. Cô nhắm mắt, nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời mình. Có uất ức không ư? Tất nhiên là cô uất ức rồi. Nhưng số phận người phụ nữ thời cuộc này là như vậy. Cuộc hôn nhân sắp đặt này là sai lầm, cũng là hối tiếc duy nhất của đời cô. Không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng nếu có thể thoát khỏi đây, cô nhất định không sống cuộc đời như thế này một lần nào nữa. Một gương mặt ảm đạm lóe lên trong đêm tối. Minh Khuê hơi giật mình khẽ hỏi. Ai đó? Là em đây cô. Con Sen vừa nói vừa cắp đấm rứt. Minh Khuê thò tay ra sau khung củi, xoa đầu nó, rồi thì thầm điều gì đó. Con Sen lau nước mắt, rồi đứng dậy, vòng ra cửa sau, rời khỏi nhà huyện hàm, lặm lũi đi khuất trong đêm vắng. Trong nhà thương, cậu Khanh lo lắng ngồi bên ngoài dãy phòng đợi doctor xem bệnh cho Cẩm Tình. Có thể thấy nét mặt của cậu căng thẳng đến mức nào. Sự thống hận đối với Minh Khuê lại càng thêm sâu đậm. Nếu em Tình có chuyện gì, cậu nhất định không tha cho cô ta. Bà Nguyễn ngồi trên băng ghế cũng một mặt âu lo. Đứa cháu đầu tiên của gia đình bà làm sao không lo cho được. Doctor mở cửa bước ra. Cậu Khanh đã nhào đến, hớt hải hỏi. Vợ tôi, sao rồi doctor? Bà Nguyễn cũng đứng bật dậy. Cháu tôi có bị gì không? Người mẹ thì hơi chó một tí, rồi sẽ tỉnh lại ngay. Nhưng rất tiếc, cái thai không thể giữ được, mất máu nhiều quá. Cũng may là thai còn nhỏ, nếu lớn một chút, e rằng cả mẹ và con đều nguy kịch. Doctor nói rồi mới rời đi. Bà Huyền đau lòng ngồi bệt xuống băng ghế. Cậu Khanh mặt đanh lại, đỏ ao, lộ rõ sự tức giận. Cậu đấm mạnh vào tường để giải tỏa. Đến chiều hôm sau, cậu để Cẩm Tình nằm lại nhà thương. Còn cậu chở bà Nguyễn về nhà. Mất con mất cháu nên hai người nín thinh, không ai nói vài tiếng nào. Rồi cậu quay trở lại nhà thương, ở với Cẩm Tình cho đến khi khỏe lại mới yên tâm. Cẩm Tình tỉnh dậy nhìn cậu Khanh bằng ánh mắt đờ đẫn, cũng không nói lời nào. Đến khi mệt mỏi thì lại liệm đi. Cậu Khanh hỏi y đốc tờ kỹ càng, rồi mới đưa cô về nhà nghỉ ngơi cho thuận tiện hơn. Nằm ở nhà thương vừa chật chội vừa nồng nặc mùi thuốc. Qua nhất định trả thù cho em, đòi lại mạng cho con của chúng ta. Cậu Khanh sau khi thấy Cẩm Tình ngủ rồi mới đóng cửa phòng lại. Cậu đi đến phòng sổ sách lặng lẽ viết một tờ đơn thôi vợ. Cậu muốn bỏ Minh Khuê, để lại cái vị trí chính thức cho em Tình, người mà cậu thật lòng yêu thương. Viết xong, cậu cầm lấy rồi đi đến phòng củi. Ánh sáng len lỏi vào xua tan đi cái sự tối tăm của nhà củi. Minh Khuê khẽ mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt, rồi hờ hững xoay đi. Ký đi. Cậu Khanh xệ tờ giấy ra trước mặt Minh Khuê, ép cô ký. Minh Khuê cười nhạt.
Nhất định phải như vậy sao? Mau ký đi. Tôi đợi lâu lắm rồi, cuối cùng cũng được giây phút này. Bị chồng bỏ, bà mong chờ dữ vậy sao? Minh Khuê im lặng không trả lời, chỉ lặng lẽ ký vào tờ giấy thôi giờ kia. Giây phút ấy có cảm giác tựa như chim sổ lòng. Cánh chim mòn mỏi đột ngột lấy lại sinh khí, muốn dang rộng đôi cánh uốn lượn trên trời cao. Cậu Khanh cười lạnh lẽo, rút trong ống tay ra một con dao bén nhọn. Giữa tôi với cô thì kết thúc rồi, nhưng còn món nợ giữa cô với đứa con vô tội của tôi thì chưa xong đâu. Bữa nay cô phải trả giá vì những việc đã làm với em Tình, với đứa con tội nghiệp của tôi. Tôi thật sự không có làm gì cô ta hết. Cậu yêu đến mù quáng rồi ư? Cậu giết tôi cũng không chứng minh hay giải quyết được gì hết. Minh Khuê vẫn rất bình tĩnh trả lời. Cô xem cái chết nhẹ tựa long hồng, chẳng thà chết còn hơn phải sống không hạnh phúc như thế này. Nhưng chết oan khuất như vậy, cô có chút không cam lòng. Làm sao tôi tin cô được đây? Tôi chỉ biết thật sự con tôi đã mất rồi. Nếu không giết cô, cơn giận này làm sao tôi nuốt trôi đây hả? Xem ra cậu đã cạn tình. Được thôi, cậu muốn thì cứ dịch ra tay. Nhưng nếu tôi chết thì cậu và người đàn bà kia cũng không được sống yên đâu. Cậu Khanh cười lạnh đầy chế giễu. Tôi với cô đã bao giờ có tình với nhau đâu mà cạn. Được, lời này là chính miệng cậu nói đó, cậu hãy giáo cho thật kỹ vào. Cô nói cũng đủ rồi, thỏa mãn rồi thì... Cậu Khanh đưa dao lên mặt Minh Khuê, định rạch mấy đường cho hả giận. Bao nhiêu cơn giận dữ chỉ mất con, cậu dồn hết lên người phụ nữ nhỏ bé này. Ánh mắt long lên sự thù hận. Khoảnh khắc cán dao dọn quát, chuẩn bị cứa xuống làn da trắng nõn của Minh Khuê, thì một tiếng trầm lớn vang lên. Cánh cửa nhà củi bị đá văng, một tà áo lụa trắng, trên đầu cũng quấn khăn lụa trắng, chỉ để lộ ra cặp mắt trắng giả lù lù xuất hiện. Cậu Khanh bất ngờ, chưa kịp định thần thì thân ảnh ấy đã đáp văng cây dao trong tay cậu. Cây dao rơi xuống đất, vang lên mấy tiếng lạnh lẽo. Mày, chúng mày đến lúc phải trả mạng cho tao rồi. Giọng nói đầy giận dữ rít lên trước sự bàng hoàng của cậu Khanh. Em hả Tình? Em nói gì vậy Tình? Cậu Khanh nhìn thân ảnh toát lên sự lạnh lẽo ấy thì sợ hãi. Tao nói mày và cả em Tình của mày đều phải chết. Em bị điên rồi hả? Qua đang trả thù cho em, trả thù cho con của chúng ta mà. Đôi mắt trắng giả giận dữ ấy khiến Khanh cực kỳ bàng hoàng. Là tao đó, là tao xô nó xuống bực thềm, là tao hại chết con mày đó. Tao muốn mày phải chết, chết trong sự tuyệt tử tuyệt tôn. Cậu Khanh nhận thấy chất giọng âm vang lạnh lẽo kia thì chắc rằng đây không phải là Cảm Tình của mình. Mày là ai? Tao là ai ư? Để tao nhắc cho mày nhớ. Cái đêm mưa hôm đó, chúng mày đã tông tao chết, còn tàn nhẫn như thế nào, cán nát thân thể tao, khiến cho con tao mồ côi, má tao thì chết ruột xương không ai hay biết. Tàn ác nhất chính là mày. Thân ảnh ấy lại lướt đến, dí mũi dao nhọn vào giữa yết hầu của cậu Khanh mà cứa nhẹ nhẹ. Cậu Khanh tái mặt, nhớ về người phụ nữ đêm đó bị cậu tông trúng. Hôm đó cậu với Tình đi chơi, sau khi ăn uống say sưa ở tủ lầu, cậu cầm bánh lái chở Cẩm Tình về. Tình say khướt nên quấy phá, cố chậm qua kéo tay khiến cậu bẻ tay lái, chiếc xe loạn choạng trong đêm tối. Mưa nặng hạt, tầm nhìn xe bị hạn chế. Rồi đột nhiên hai người nghe một tiếng rầm lớn, có vật gì đó bị hất tung trên mặt đường. Cậu với Tình đều say nên ve xe lại xem xét. Bánh xe như bị cấn vật gì đó, từng lên một cái. Cậu nhìn một vòng rồi lại đổ máy chạy đi, không thèm bước xuống xe. Chừng sáng bữa sau, cậu mới phát hiện chiếc xe quê kỳ màu trắng tinh của mình bị dính những mảng đỏ, đã chuyển màu sậm sậm. Mùi tanh nồng nặc cho cậu biết đó là mùi máu. Cậu có quay lại đoạn đường đã đi hôm qua, cũng nghe người ta đồn con người phụ nữ bán cá bị xe tông chết. Nhưng đêm tối lại mưa lớn vắng người nên không ai nhìn thấy. Lại nghe nói có người cho bạc để chôn cất thi thể nên cậu cũng yên tâm hơn. Cậu dường như cũng quên bén đi chuyện vợ mình bị bắt đến bót cùng ngày hôm đó. Hôm nay mới nhớ lại, cậu chỉ không ngờ đêm hôm đó cái người Minh Khuê giúp đỡ lại chính là người mà cậu tông chết.
Mày đến chỉ muốn trả thù thôi đúng không? Vậy thì trả thù tao đi, tao mới là người tông chết mày. Hãy để yên cho em Tình. Thân ảnh mặc áo lụa trắng ấy lại cười lạnh, đầy trào phúng, chỉ vào người Minh Khuê rồi nói: Mày muốn cứu nó hả? Được thôi, hỏi ý mở trước đi. Nếu mở chấp nhận tha thứ thì tao sẽ tha cho một trong hai đứa mày. Còn nếu mở không đồng ý thì cả hai đứa bay sẽ được chết chung với nhau. Cậu Khanh vì quá yêu Cẩm Tình, không muốn cô bị tội, lại càng không muốn cô chết, nên hướng Minh Khuê mà cầu xin: Tôi xin lỗi, xin mình hãy tha thứ cho tôi, tha cho em Tình một mạng. Minh Khuê cao mày nhìn gã đàn ông trước mặt, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu bật cười. Không, xin lỗi, nhưng tôi không thể tha thứ cho các người được. Cậu Khanh tức giận chỉ vào mặt cô nói: Cô đúng là kẻ máu lạnh mà, không chút tình nghĩa. Dù gì tôi cũng là... Cậu im đi, giữa chúng ta vốn không có tồn tại chữ tình, chính miệng cậu nói lúc nãy mà. Cậu Khanh lại ứa nghẹn ở cổ, lời này đúng là chính miệng cậu thốt ra. Cô... Tha thứ cho các người, sao cậu không nhớ lại cậu đã hành hạ tôi, sỉ nhục tôi như thế nào, bắt tôi phải hầu hạ vợ lẽ của cậu. Cậu chưa biết gì đã khép tôi vào tội hãm hại vợ lẽ của cậu. Tôi nói tôi bị oan mà cậu đâu có tin. Nhưng lúc đó cậu có nghĩ đến hai từ tha thứ không? Gieo nhân nào thì gặt quả đấy, là do các người tự làm thì tự chịu đi. Hóa ra bộ mặt hiền hậu trước nay của cô đều là giả tạo. Cậu Khanh ức nghẹn cổ họng, chỉ lắp liếm được mấy lời. Thân ảnh mặc áo lụa trắng ấy lại cười lạnh lẽo. Mở đó không chấp nhận thì tụi mày phải chết đi. Cậu Khanh sợ hãi hất tay, cắn dao văng ra xa. Thân ảnh ấy cũng nhanh chóng vươn đôi bàn tay gầy guộc, nhưng với sức lực vô hạn siết chặt lấy cổ của Khanh. Cậu Khanh dùng dãy không cách nào gỡ đôi bàn tay như gọng kìm ấy ra. Hai mắt cậu long lên những đường chỉ màu đỏ ao. Giây phút ấy cậu mới nhận ra đôi bàn tay ấy rất ấm, không hề giống một hồn ma. Cậu Khanh tức giận bật ra, dùng hết sức bẻ quạt bàn tay ấy vào góc tường, cũng thuận tay kéo phăng chiếc khăn lụa xuống. Mày! Sau lớp khăn lụa ấy là khuôn mặt của con Sen, người hầu thân tín của Minh Khuê. Cậu Khanh lập tức hiểu ra sự tình, hóa ra chỉ là một cái bẫy của cô. Cậu điên tiết đạp mạnh nó ra khỏi người mình, lại nhìn qua Minh Khuê rồi lao đến nắm tóc cô định đánh. Thình lình lúc này bên ngoài nhà củi lại dốt cháo, dẫn đầu là sĩ quan Pierre và cậu Minh Tâm, tay cầm súng rô lô hầm hầm đi vào, còn có cả ông bà Ban Siêu, gia đình của nhà Minh Khuê, cầm gậy gộc đi theo. Một toán lính cũng lập tức bao quanh căn phòng chật hẹp ấy. Còn Sen theo sự chỉ dẫn của cô chủ lén nút chạy về nhà thông báo cho bà Ban Siêu biết tin, rồi theo kế hoạch giả ma giả quỷ để hù Cảm Tình. Nào ngờ thành quả được nhiều hơn mong đợi. Cậu Khanh lại tự thú nhận tội trạng của mình. Ông Ban Siêu theo kế hoạch đó canh đúng lúc mà mang theo lính đến để giải cứu con gái. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Con gái ông không có làm gì mà nhà đó dám vu oan thì đừng có trách ông ác. Út Khuê với bà Quyện bị lính của Berry khống chế, ở bên ngoài cũng nghe rõ từng lời cậu Khanh tự thú nhận đã tông chết người. Biết thời thế đã đổi thay, gió đã đổi chiều, bà Quyện lập tức thước thời nắm lấy tay Minh Khuê mà cầu xin. Khuê à, là lỗi của má. Má xin con tha cho nó đi. Muốn gì thì cứ trút hết lên đầu bà già này. Tha cho nó, cho dòng họ này một cơ hội đi mà con. Chị Khuê, chị tha cho anh hai đi mà chị. Út Quyền cũng quỳ xuống nói. Minh Khuê trực tiếp gạt bỏ tay má chồng ra, chỉ nhẹ nhàng đỡ Út Quyền đứng dậy, đạm mạc trả lời. Duyên nợ giữa chị và mẹ con ốc là chuyện của bọn chị, còn ân oán của mẹ con ốc với anh trai em là chuyện của bọn họ. Hai chuyện không liên quan đến nhau. Vì cớ gì chị phải hy sinh nợ duyên của chị để đổi lấy sự tha thứ cho việc làm ác nhân của bọn họ? Chị biết em là người tốt, cũng có công cu mang ốc, nhưng chị xin lỗi, việc ai làm thì người nấy chịu. Út Quyền nghe vậy thì biết ý Minh Quỳ đã dứt khoát, cũng không thể trách chị ấy. Gia đình này đã đối xử với chị ấy tàn nhẫn như thế nào, Út Quyên hiểu rõ nhất. Chính anh mình đã dồn chị ấy đến đường cùng, đến mức cạn tình cạn nghĩa như vậy. Âu cũng là nợ máu thì phải trả bằng máu. Cô thôi không cầu xin nữa.
Sau đó, cậu Khanh bị lính cộng đi theo lệnh của Pierre. Do áp lực của ông Ban Siêu, cậu Khanh bị tòa bố kết án tử hình. Cậu được định ngày để mang ra xử bắn. Cô Út Quyên với bà Quyện chạy chỗ cỡ nào cũng không cứu được, vì mối quan hệ của cậu Minh Tâm quá lớn. Vì ông Quyện mất rồi, các mối quan hệ trước đây cũng trở mặt. Cậu Khanh chết sau khi lĩnh trọn 2 viên đạn lạnh lẽo. Cẩm Tình sau cơn mê tỉnh dậy thì điên điên dại dại, không chịu ở yên trong nhà mà cứ lang thang ở đầu đường xó chợ. Một buổi chiều nọ, người ta cũng phát hiện xác cô trôi nổi giữa sông lớn. Không thể nào nhìn ra được cái dáng vẻ xinh đẹp, ủy mị ngày trước. Chỉ còn lại một cái xác bị cá rỉa, máu thịt đầy nham nhở. Ông bà Ban Siêu nhìn con gái ốm o mà xót xa. Ông bà cũng nhất quyết bắt Minh Khuê dậy, không cho ở nhà Huyện Hàm Tân nữa. Bà Huyện chỉ hòa, vì quý muốn Minh Khuê tiếp tục ở lại. Không rõ là vì lý do gì bà muốn bù đắp cho cô hay để giữ mặt mũi mà bà xuống nước nói: không làm dâu thì làm con gái cũng được mà. Ông Ban Siêu bật cười đầy trào phúng. Ở lại đặng chị đánh con tôi chết hay gì? Chị nhìn bộ dạng của con nhỏ kìa, tôi nuôi con tôi không dám nói nặng một lời, dạy dỗ tử tế đàng hoàng, gả cho nhà chị. Con trai chị mê đàn đúng gái gú không nói, lại còn vũ phu đến con nhỏ ra nông nổi này. Chị không khuyên dạy con trai chị đã đành, đang đây còn hùa theo nó đánh dâu. Chị nghĩ vợ chồng tôi còn dám để đó lại nữa không? Bà Ban Siêu cũng không để nang gì, nói thẳng vào mặt xui gia: thằng con chị đã ngu lắm, có vợ như vậy mà không biết giữ. Thôi tôi xin phép rước con tôi về. Nhưng dù gì cũng cưới hỏi đàng hoàng, anh chị bắt về như vậy thì coi sao đặng. Minh Quê lặng lặng lấy tờ giấy xé hôn thú mà cậu Khanh đã viết trước đó ra, đưa đến trước mặt bà Huyện rồi nói: còn với con trai bác đã xé hôn thú rồi, bác coi đặng, thiên hạ coi đặng hay không, đối với con cũng không còn quan trọng nữa. Chào bác con đi. Minh Khuê cũng dứt khoát thu dọn đồ đạc, mang theo con sen trở về nhà cha mẹ ruột. Cô cũng đưa Ốc đi theo, nhưng Út Quyên xin giữ nó lại. Ốc cũng đồng ý ở lại hầu của Út, nên Minh Khuê không thể không chấp nhận. Ông bà Ban Siêu nhìn thấy con gái khổ vì đời chồng do mình sắp đặt thì cũng không ép buộc hay rầy rà cô nữa. Ông Ban Siêu là khách trú, giống không bị trói buộc quá nhiều bởi tục lễ, giống như người An Nam, nên ông cũng không sợ miệng đời cười chê. Con gái ông muốn như thế nào, ông cũng chịu hết thảy. Miễn nó sống yên vui, hạnh phúc là ông vui rồi. Minh Khuê ở dậy, hữu hỷ với cha má vài năm, rồi cô xin vào trường học cũ, đứng dậy lớp đồng ấu. Kế đó, cô quen với một nữ giáo sinh hợp tánh ý, rồi kết bạn. Sau đó cả hai đồng hành cùng nhau sang Pháp định cư luôn, không trở về lần nào nữa. Út Quyên buồn rầu vì không cứu được anh trai, lại thấy cái chết thương tâm của Cẩm Tình. Cô mặc dù không ưa chị dâu nhỏ này, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, Út Quyên vẫn chôn có cô ta tử tế nhất có thể. Thấy thế thái nhân tình oan trái, cô cũng lạnh lòng, nhất quyết ở như vậy phụng dưỡng bà Huyện, coi sóc sản nghiệp cha và anh trai để lại. Cô cứ ở như vậy cũng không thèm lấy chồng, mỗi tháng đều đặn phát gạo từ thiện cho bà con nhà nghèo. Út Quyên cũng bắt chước Minh Khuê, cô mở một lớp học nhỏ ở ngay trước sân nhà, dạy chữ cho mấy đứa nhỏ trong vùng. Cô cũng lập giấy tờ nhận Ốc làm con, dạy dỗ nó những điều hay lẽ phải tốt đẹp ở đời. Chừng đến năm Ốc 16 tuổi, cô chia cho nó một phần gia sản, rồi tìm người tử tế có ăn có học mà định đôi bạn cho nó, xem như bù đắp phần nào với tội lỗi mà anh mình đã gây ra. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong bộ truyện Vừa đoạn cuộc trầm luân của tác giả Sư An. Sau khi quý vị nghe xong bộ truyện vừa rồi thì quý vị có cảm nhận gì? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả Sư An được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn đến đây thì xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo trên kênh Cô Trinh trong những ngày tiếp theo quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối. Nếu quý vị đang nghe truyện vào giờ đi ngủ, xin chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon.